Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Khí lực sánh đôi Body and Brain. Nếu thời gian không dư không thiếu dù chỉ một giây để các cặp đôi thể hiện sức mạnh cường tráng, là cơ hội thể hiện tầm hiểu biết sâu rộng. Dù ai nói ngỏ nói nghi lòng ta vẫn vững như kiểu ba chân. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược giả Quốc Thuận và chiến lược giả Phương Thành, đồng hành cùng là MC Quyền Linh. Nếu muốn giải thưởng với tay mình, hãy để Chí Lực dẫn đường cho bạn. Chí Lực sánh đôi, 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chí Lực sánh đôi Body and Brain. Hello. Thi hả? Tốt. Lúc thi tốt. Trời. Trời. Bây giờ mình thách anh Tú hít đất 5 cái với tư thế là Sĩ Thanh ngồi trên lưng nè. Rồi đi em. 1 2 Tú ơi, 1 cái nữa thôi Tú ơi. Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ cà kê dê. Em đọc trước mà đâu theo cái gì? À. Ngốc. Chính xác. Em thử. Thử. Khu vườn trên cao nổi tiếng nhất Singapore tên gì? 1 2 3 Khu vườn trên cao nổi tiếng nhất của Singapore. Bắt đầu. Trời ơi. Trong bài hát Mẹ đi vắng, nhân vật con đi chơi ở đâu? Nhà bạn. Lịch nào dài nhất? Lịch sử. Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Khí lực sánh đôi Body and Brain. Thưa quý vị, 12 giờ trưa chúng ta làm gì? 12 giờ trưa chúng ta gặp lại nhau để cùng vui chơi, để tìm hiểu về kiến thức xã hội, kiến thức về văn hóa nghệ thuật, và lâu lâu cũng có những cái câu hỏi vui làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai người rất là quen thuộc với các đội, đó là Mang Từ Mẫn, Quốc Thuận, ca sĩ Phương Thanh. Buổi trưa nay Quốc Thuận đang suy nghĩ điều gì? Tôi đang suy nghĩ rằng là nếu như ngày hôm nay mà đội của mình chiến thắng thì sẽ dùng số tiền đó đi đâu? Có thể là đi gội đầu, mua một cái chai mousse để về thoa cái đầu để cho nó láng hơn. Còn Phương Thanh, trời ơi, sao mà nút gì cài tùm lum hết vậy nè? Em muốn cài đâu, em cài trời đó. Ơi, thấy không, ở dưới kìa, ở dưới vỗ tay đúng không? Chứ đâu có như ai kia tới ngày xám với đen hà. Đó là tông xưa tông. À, vỗ tay nào. Thôi. Em làm gì bắt tao vỗ tay rồi. Bây giờ về ghế ngồi chuẩn bị chiến thuật đi. Chúng ta bắt đầu thi đấu. Kình nhau đi. Xin mời. Không có kình, tôi không có nói gì với anh hết. Hôm nay tôi màu vàng màu hồng mà tôi không nói gì với anh. Tôi biết thôi, màu vàng để trấn tôi như vậy. Tôi không có trấn mà tại vì số nào tôi cũng ăn anh hết. Quý vị biết không, hai người này ngoài đời là bạn thân với nhau nhưng mà thân ai nấy lo á. Vô đây cãi với nhau hoài à. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ đội chơi đầu tiên của Ban Tư Vấn Quốc Thuận, đó chính là ai? Là anh Tú và Sĩ Thanh. Em chào anh. Chào hai bạn. Em chào anh chị. Chào hai em về với đời anh. Nói chung là những người đẹp thường hay gặp nhau lắm các bạn à. Em hơi buồn. Hơi buồn sao vậy? Tại em nghĩ em chinh lược đội của chị Thanh. Thôi đi về.
đi về. Chúc mừng thôi. Lần đầu tiên mà có một thành viên mà nó từ huấn luyện viên rồi đó. À, chị Thanh Anh Tú nè, ở ngoài đời hai bạn thân nhau như thế nào? Dạ thân ai nấy lo. Dạ. Có hợp ý nhau vậy gì không? Dạ mỗi người một ý. Bây giờ ta sẽ chào đón đội đối thủ các bạn. Đối thủ của anh Tú và chị Thanh là ai thưa quý vị? Đó là hai người trẻ trung sinh động, đẹp trai, xinh gái, một ca sĩ, một MC, không mà cũng hai ca sĩ cũng được, người dẫn chương trình cũng được. Đó chính là ai? Đó chính là Trương Quốc Bảo và Đàm Phương Linh. Đó. Ngoài đời hai bạn có thân với nhau không? Cũng quen anh. Dạ. Quen không? Còn dạ. Chưa thân đúng không? Chưa thân lắm nhưng mà được cái tụi em có rất là nhiều điểm chung như là bằng tuổi nè, chiều cao cũng gần gần như nhau nè, rồi cái nhiều sở thích như nhau là ăn uống nè, thích cái đẹp nè, rồi mê tiền. Mới tham gia chương trình ngày hôm nay. Mê tiền có được á. Bởi ra trong đây nếu mà mê tiền thì mình sẽ cố gắng, mình có nhiều tiền thiệt là nhiều luôn á. Chào đón nhau đi. Thì tốt. Chúc thì tốt. Bây giờ mình có thử thách gì không? Thách đố thách nhau đi, gì không? Thách đố đi. À bây giờ em thách đố bạn. Đố các cậu nhá. Các cậu. Cái gì chơi càng chơi càng ra nước. Cái gì càng chơi càng ra nước cậu à? Ừ đấy. Đấy. Cậu trả lời đi. Chơi thể thao. Đấy. Chơi thể thao càng chơi càng ra mồ hôi nè. Cậu nói đi kìa cậu. Là mình chơi cờ. Càng chơi mình càng ra nước. Đố lại, đố lại. Anh ơi, mình tới chương trình này là trí lực sánh đôi mấy bạn mới đố trí cho tụi em rồi. Bây giờ mình lực đi. À lực đi, đó. Cho các bạn lực đi. Ừ. Bây giờ mình thách anh Tú mà hít đất 5 cái với tư thế là Sĩ Thanh ngồi trên lưng nè. Dễ quá đúng không Tú? Thôi thôi, rồi nằm xuống đi em, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Rồi Sĩ Thanh ngồi lưng đi Sĩ Thanh. Trời ơi mọi người thấy vậy chứ Tú chuột không á. Nhưng ngồi á. Xe đạp mới đúng cái rồi đó. Là quá hợp với Sĩ Thanh rồi, Sĩ Thanh toàn thích mấy anh xấu muối không à. Tú không có muối nào hết. Rồi bắt đầu. 1 yeah. 2 yeah. 3 yeah. 4 yeah. Tú ơi một cái nữa thôi Tú ơi. Không phải tại giày em trơn. Thách như vậy mới thách chứ. Ôi, như vậy là đủ rồi. Như vậy mỗi bên thách trí và thách lực rồi. Chúng ta sẽ đến với các vòng chơi rất là vui quý vị. Một tràng pháo tay để chào đón hai đội trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một vài phút rồi mình tập trung mình chơi sau quý vị nhé. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với trí lực sánh đôi Body and Brain. Ở vòng chơi đầu tiên này thì hai đội sẽ đến với những kỹ thuật như sau. Kỹ thuật đầu tiên là chúng ta phải tính toán xem ai thi lực và ai thi trí. Sau đó một người sẽ dùng lực của mình để bảo vệ thời gian để người thi trí tuệ trả lời. Và trò chơi đầu tiên hôm nay ở vòng trang bị là trò chơi thế nào? Mời hai đội hướng về màn hình. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên sức mạnh đôi tay. Người thể lực có nhiệm vụ dùng hai tay để giữ ba khối lập phương cao qua đầu, sao cho không khối lập phương nào được đụng đầu hoặc rớt xuống đất. Thử thách không nhỏ nên người trí tuệ phải cố gắng trả lời đúng để nhận được 10 điểm mỗi câu, tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng nha. Thời gian thử thách sẽ kết thúc khi người chơi thể lực không thể tiếp tục được nữa. Thế nên, người thể lực ơi, người trí tuệ phụ thuộc vào bạn đấy. Trò chơi cũng đơn giản thôi. Vấn đề làm sao mà chịu lực được. Vòng này á không thể nào để cho Sĩ Thanh mà ôm một lượt ba cục như vậy được. Đúng không? Tú! Dạ. Hãy thể hiện mình là người đàn ông. Dạ em thì... Em sẽ thi lực. Ủa, em thi lực hả? Đúng vậy. Còn ngơ ngác kìa. Và Sĩ Thanh sẽ thi trí. Yeah, yeah. Bên đó là con trai là lực đúng không? Mình sẽ là con gái là lực. Ồ oh. Yeah. Quá dữ luôn. Bây giờ Quốc Thuận bước ra. Quốc Thuận
Quốc Thuận bước ra đây, đứng đối mặt Phương Thanh. Quảnh tù xì, ai thắng có quyền lựa chọn thì trước thì sau. 2, 3. Mình thi sao? Bây giờ thì Đàm Phương Linh đã chuẩn bị sẵn sàng, có mũ bảo hiểm rồi. Hai bạn hỗ trợ sẽ để ba cục Rubik lên ha. Và nhớ Rubik không được chạm đầu nha. Thời gian bắt đầu. Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ của không ngon nhà đông con. Rồi chấm 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 là gì nữa? Của không ngon nhà qua luôn, qua luôn anh. Con gì đi ngồi đứng ngồi ngủ ngồi? Con gì đi ngồi đứng ngồi ngủ ngồi? Qua luôn, qua luôn. Nhân vật Doraemon đến từ thế kỷ bao nhiêu? 22. Chính xác. Trong tác phẩm truyện Kiều, Thúy Kiều bị giam lỏng ở lầu nào? Lầu Xanh. Không phải. Lầu... lầu gì? Quá quá quá. Trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra giữa hai đội tuyển nào? Uzbekistan và U23 Việt Nam. Chính xác. Đảo Phục Sinh nằm ở đất nước nào? Đảo Phục Sinh nằm ở đâu? Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Nhân sư là con vật như thế nào? Mình người đầu sư... Ê, mình nhân sư đầu, đầu người mình sư tử. Đúng rồi, chính xác. Cái gì trời có, đất có mà biển không có? Trời có, đất có mà biển không có. Chữ T. Đúng rồi. Nếu tất cả trâu là bò và tất cả bò là cừu thì tất cả trâu chắc chắn là cừu. Nhìn định này đúng hay sai? Kệ nó đi. Kệ nó đi hả? Bỏ qua. Nơi nào trong nước chúng ta đã giàu mà lại sống là rất lâu? Giàu mà lại sống lâu. Giàu là nơi nào trong nước chúng ta giàu mà sống lâu? Phú Thọ, Phú Thọ. Chính xác Phú Thọ. Ê, lên nè. Trong bài hát Mẹ đi vắng, nhân vật Con đi chơi ở đâu? Nhà gì? Nhà bạn. Đúng rồi. Chợ Kim Biên ở thành phố Hồ Chí Minh nằm ở quận mấy? Cái gì anh? Chợ Kim Biên ở thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Chợ Kim Biên là quận 5. Chính xác. Chín chữ cái trên đồi Hollywood có màu gì? Chín chữ cái màu trắng. Chính xác. Ai là tác giả của truyện ngắn Hai đứa trẻ? Quên rồi, qua luôn. Quên luôn rồi hả? Mặc gì sao động luôn luôn, thuyền bè qua lại, bán buôn hàng ngày. Mặc gì sao Đúng. Luôn luôn. Không phải. Mặc gì sao động luôn luôn, qua luôn, qua luôn, thuyền bè qua lại, qua luôn. Ngũ Hành Sơn ngày nay thường thành... Có. Giỏi quá. Sau một hồi căng thẳng, phải nói là lực của Đàm Phương Linh cũng khá dữ dội đó quý vị. Và cuối cùng hai bạn nhận được 8 câu trả lời đúng, tương đương với 4 triệu đồng. Wow, cũng được nha. Yeah. Rồi bây giờ đội bạn về nghỉ đi. Chúng tôi mời đội của Quốc Thuận. Chúng ta sẽ đến với phần thể lực và trí tuệ của anh Tú với lại Sĩ Thanh nha. Mời hai bạn hỗ trợ để ba cục Rubik lên. Tự tin lên, tự tin lên. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ tre non dễ chấm chấm chấm. Tre non dễ gì? Tre non măng mọc. Không phải, tre non. Quá. Rồi, 7,89 cộng 3,31 bằng mấy? Quá. Nhân vật của Miu Lê trong phim Em là bà nội của anh thần tượng nghệ sĩ nào? Thanh Nga. Chính xác. Người da đen tắm biển đen hỏi họ bị gì? Người da đen tắm biển đen hỏi họ bị gì? Biển đen. Hả? Đen. Biển đen. Không phải. Từ nào sau đây có trong những từ còn lại? Hàng trống, hàng rong, hàng tre. Từ nào sau đây khác với những từ còn lại? Hàng trống, hàng tre, hàng rong. Hàng rong. Chính xác. Lịch nào dài nhất? Lịch sử. Thần Apollo trong thần thoại Bắc Âu là con trai của ai? Qua. Qua luôn. Rồi. Sắp đụng đầu rồi kìa. Là món gì của ẩm thực Hàn Quốc? Đúng rồi. Yeah. Một, hai, ba. Rất tiếc là Sĩ Thanh và anh Tú chỉ có được 3 câu chính xác thôi. Chúng ta nhận được 1.500.000 đồng. Yeah. Chúc mừng. Như vậy là hôm nay mới khởi đầu, nó chưa được suôn sẻ lắm. Ở đội Quốc Thuận chúng ta cũng đã có cảnh báo chút xíu rồi, nhưng mà không sao. Quan trọng là tinh thần, bản lĩnh của những người nghệ sĩ. Quý vị đồng ý không ạ?
vỗ tay thật lớn. Chúng ta nghỉ giải lao vài phút để đội Sĩ Thanh lấy lại tinh thần, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nha. Quý vị quay trở lại với chương trình Kỷ Lực Sanh Đôi. Ở vòng chơi này rất là hay thưa quý vị. Hai đội sẽ cử hai thành viên ra và trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng các bạn nhận được 10 giây. 10 câu nhận được 100 giây. Càng nhiều giây các bạn cho bạn của mình để thể hiện phần lực. Thành ra phần này rất quan trọng. Ở luật chơi thì đội thua bắt buộc phải thay đổi. Hồi nãy Sĩ Thanh thì tí giờ phải đổi qua bên anh Tú ha. Còn đội này thắng có quyền muốn đổi hay không đổi tùy các bạn. Mà bây giờ nếu mình chơi cái trò này thì mình chơi cái trò gì anh ha? Giờ các bạn muốn biết trò chơi đúng không? Mình xem hình ảnh sau đây. Ô thử thách thứ hai. Sau khi người trí tuệ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác, người thể lực sẽ trải qua thử thách mang tên ném lon. Trong thời gian cho phép, người chơi thể lực mau chóng dùng bánh nhựa ném đổ chồng lon đã được sắp xếp sẵn. Mỗi lon đổ xuống sẽ được tính là 10 điểm, tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Ai chả, trò chơi tuổi thơ đây mà. Hãy vận dụng hết tuổi thơ để tham gia thử thách này nhé hai đội. Chúc hai đội may mắn. Ở luật chơi thì đội thua bắt buộc phải thay đổi. Hồi nãy Sĩ Thanh thì tí giờ phải đổi qua bên anh Tú ha. Còn bên đây muốn đổi không tùy các bạn, tùy huấn luyện viên của các bạn. Đổi. Đổi. Đổi ha. Dạ đổi, tại vì nãy thấy Phương Linh mỏi tay quá, đứng lên chuột hết trơn rồi. Rồi mời anh Tú ra đây. Là Phương Linh ra đây. Và bây giờ câu hỏi dành cho hai đội bắt đầu. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số. 999. Đúng rồi. Tổng của 9 cộng 9 cộng 9 bằng tích của hai thừa số nào? À, cái gì? Tổng của 9 cộng 9 cộng 9. 9 nhân 3. Chính xác. Wow. Hay. Hay quá đấy ơi. Sở hữu tài sản là tư sản, không có tài sản là vô sản. Vậy tạo ra tài sản gọi là gì? Tạo ra tài sản. Ừ. Là sinh sản. Chính xác. Cái này hay, cái này hay nè. Cái gì cầm càng lâu càng mất tiền? Cái gì? Cầm đồ. Đúng rồi. Cầm đồ. Hay quá. Cầm đồ càng lâu càng mất tiền.